Ngày 4 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơ La về việc chuẩn bị đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Cùng dự có đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Về phía đoàn công tác của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La có Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La. Thay mặt Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã thông tin nhanh với đoàn về kết quả kinh tế xã hội của tỉnh, công tác tôn giáo của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh tỉnh Sơn La luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có Phật giáo, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La trong việc tuyên truyền thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh đến các Phật tử, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La, Thượng tọa Thích Thanh quyết chúc mừng những kết quả mà tỉnh Sơn La đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và gửi lời cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các ban ngành đoàn thể trong tỉnh giúp cho hoạt động Phật sự, chăm lo đời sống của tăng ni Phật tử ngày càng tốt hơn. Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022-2027, Thượng tọa Thích Thanh Quyết mong muốn tỉnh sẽ phối hợp tạo điều kiện tối đa để tổ chức đại hội thành công, trở thành sự kiện quan trọng trong đời sống tâm linh của các tăng ni Phật tử trên địa bàn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền sớm xem xét, quyết định thời gian tiến hành đại hội theo quy định, thống nhất địa điểm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.